thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Trong 5 năm từ 2018 đến 2023, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ toàn tỉnh đã tổ chức khảo sát và lập hồ sơ cho 8.083 địa chỉ khó khăn cần trợ giúp, đồng thời vận động được 2.597 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trợ giúp cho 6.391 địa chỉ. Tổng giá trị hỗ trợ đến nay đạt trên 26 tỷ đồng. Các hình thức trợ giúp sát với nhu cầu của đối tượng, tập trung vào trợ cấp thường xuyên, khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ bò sinh sản, cải thiện nhà ở, cấp học bổng thường xuyên hàng tháng hoặc những hình thức hỗ trợ khác theo hướng phát triển bền vững. Thông qua hoạt động này đã giúp cho nhiều trường hợp bị bệnh hiểm nghèo được cứu chữa, nhiều trẻ mồ côi được tiếp tục đến trường, nhiều trường hợp khó khăn bất hạnh vươn lên thoát nghèo.